sở du lịch Khánh Hòa đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi các hãng hàng không Vietjet Air, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đề nghị quan tâm nghiên cứu triển khai sớm mở lại đường bay Cam Ranh Cần Thơ, các đường bay nội địa và quốc tế đến Cam Ranh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và hoạt động du lịch. Mục đích của các đề xuất này nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua, cơ quan này đã triển khai nhiều giải pháp liên kết hợp tác xúc tiến truyền thông quảng bá để thu hút khách du lịch tại các thị trường trọng điểm của du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Các chương trình đã mang lại hiệu quả cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, tại một số thị trường khách du lịch nội địa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đường bay chưa hoạt động trở lại kể từ sau dịch COVID-19.